chịu mua chưa? Được rồi, tôi đồng ý mua cái này. Cho người á đập hết cái này cho tôi. Dạ. Phá hết, bỏ hết. Dạ. Xây lại, nhưng mà dạ, nhanh lên nha. Dạ. Còn nữa, đốc thúc mà xây cho lẹ. Hãy có đứa nào tới đây xưng là chủ cũ hoặc là băng hành đạo, giữ nó lại, báo cho tôi biết. Dạ, bẩm quan, tôi không có ngán đứa nào đâu quan. Đứa nào mà lại đây quỷ quọ, tôi túm cổ, tôi giải lên quan. Thôi, có gì gặp nhau sau. Vậy nha. Dạ, chào quan. Đi về. Dạ. Huynh, giờ tính sao huynh? Cái miếu của người ta mà nó đòi đập đòi phá luôn kìa huynh. Huynh, xử thằng cha đó đi huynh. Theo huynh. Hả? Đi thôi huynh. Dạ. Gì? Ăn cướp, ăn cướp. Gì vậy? Tránh ra coi, làm gì cản đường tôi vậy? Ăn cướp, ăn cướp, nó ăn cướp cái quạt của tôi. Nó bạn ông hả? Tôi tưởng đâu nó giỡn, nó giật cái quạt của ông chứ. Kìa, nó giục trên cây kìa. Hên quá, cái quạt mắc tiền của tôi. Quạt mắc tiền lắm hả? Ờ, leo lên đó lấy đi. Ủa, mà sao cao dữ vậy ta? Sao tôi leo lên đó lấy được? Cao quá hả? Ờ, lấy không được hả? Ừ. Vậy thôi, giờ như vậy, ông leo lên da tôi đi rồi trèo lên cái lấy ha. Sao ông tốt với tôi quá vậy? Giúp người hoạn nạn thôi. Cảm ơn ông nha. Không có gì. Ê khoan. Hả? Tháo giày ra đi để cho dễ leo. Được rồi, tôi sẽ tháo giày ra. Trời ơi, sao mà cao dữ vậy ta? Rồi không sao đâu, tháo giày ra đi. Được chưa? Từ từ. Rồi. Rồi. Leo cẩn thận nha. Rồi. Thì ghê quá. Có chừng té đó. Trời ơi, cây sòi này nó giòn lắm mà. Đừng có gì cây quạt mà té chết đau lắm nha. Té chết uổng lắm mà. Rồi. Thôi vậy thôi tôi đi ha. Ê. Vậy. Khoan. Ông đi rồi ai đưa tôi xuống? À, bây giờ giúp leo xuống nữa hả? Vậy chứ sao? Thôi vậy quăng cái quạt xuống đây đi cho dễ leo xuống. Ừ. Giữ giùm tôi nha. Rồi. Đó, giờ xuống. Cướp. Đuổi theo nó. Dĩ theo bắt nó đi. Nó lấy thêm đôi giày nó chạy luôn rồi. Dĩ theo bắt nó lại giùm tôi đi. Dĩ nó rồi sao giúp ông leo xuống? Trời ơi, chuyện đó tính sau đi. Dĩ theo đi. Mà tôi dĩ nó rồi, lát tôi quay lại đây giúp ông leo xuống ha. Dĩ theo lấy đồ lại giùm tôi đi. Ông ở đây đợi tôi ha. Ừ. Ốp huynh ngoài quá à. Thích ghê. Huynh sao vậy huynh? Huynh làm cái gì vậy? Đôi giày thúi quá. Hả? Bị gì vậy? Hey. Bây giờ tới phiên đệ kìa. Nè huynh. Chú ơi, chú cứu tôi với. Chú ơi, tôi đây nè. Hả? Ủa, sao ông leo xuống đi, tự nhiên leo lên trên đó làm gì vậy? Tôi bị mất đồ hết rồi. Rồi, như vậy là ông gặp băng hành đạo rồi. Băng hành đạo hả? Ừ, băng đó dữ dằn lắm mà nghe. Ông có làm gì xúc phạm tới băng hành đạo không? Ủa, tôi đâu làm gì đâu. À, mà tôi mua cái nhà quan. Mà quan nói là tụi nó không có ở nữa, mà tụi mua mất lắm á. Thôi, vậy là đúng rồi ông ơi. Ông mua cái nhà của người ta ghẻ sình ghẻ thúi à. Người ta tức điên lên là đúng rồi. Đâu có đâu. Mà bây giờ tôi không biết sao xuống nè. Cây cao quá, tôi xuống là gãy cổ tôi luôn á. Giúp giùm tôi, cho tôi xuống đi. Xuống không được hả? Mà ông không biết tự leo xuống hả? Cao quá. Nhưng mà bây giờ tôi giúp ông xuống rồi, ông trả tôi bao nhiêu tiền? Muốn trả bao nhiêu cũng được, tôi xuống dưới rồi tôi trả cho ông. Muốn bao nhiêu cũng được hả? Ông hứa rồi nha. Thiệt mà, ông giúp tôi đi. Ông không được thất hứa. Đang nỉ á, ông giúp tôi đi. Xuống từ từ thôi, cẩn thận đó. Nó giật tiền của tôi, kìa. Ôi, cẩn thận, có chừng té. Té gãy cổ bây giờ đó.
Ôi trời, nó giật cái túi tiền của tôi rồi. Hết tiền luôn rồi. Bây giờ tôi trắng tay rồi, tiền đâu tôi trả cho ông? Thôi khỏi, tôi không có lấy tiền ông đâu. Hay là bây giờ ông đi kêu xe ngựa đi, rồi chở tôi về nhà. Ông đi theo tôi về nhà tôi lấy tiền luôn. Thôi, đâu phải ai cũng xấu giống như ông, lúc nào cũng cần tiền đâu. Tôi thất vọng về ông quá. Cảm ơn nhiều nha. Bớt cảm ơn đi, tụi nó cùng một bọn với nhau gạt ông đó. Ủa, tôi bị gạt hả? Chứ còn gì nữa. Trời ơi, trả tiền lại cho tao. Một lũ ăn cướp. Ăn cướp, ăn cướp. Cái gì? Không mua nữa hả? Thôi thôi, tôi không có mua đâu. Rẻ hay mắc gì tôi cũng không mua nữa hết á. Tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn, chứ dính líu với mấy cái vụ băng đảng á thì tôi sợ lắm. Tụi nó nói với ông, tụi nó là băng hành đạo hả? Nó nói rõ ràng, tôi chưa có xây nhà mà nó còn cho leo cây. Nếu như xây xong nó đốt nhà tôi luôn á, thôi tôi không mua đâu. Ông như vậy mà ông đi sợ một băng hành đạo nhảy nhép tép riêu đó hả? Không có tép riêu đâu, tụi nó lựa bài bản lắm. Tôi cũng ma lắm đó nha, mà tụi nó nói là tôi tin sái cổ luôn. Thôi, ông lo cái vụ này đi. Để tụi nó lộng hành như vậy thì làm sao mà làm ăn được. Hành đạo, hành đạo, dám hành xác tao.